Hello, xin chào tất cả các bác nhá. May lên một con Marlin 5 các bác ạ. Điều đặc biệt thì là con này là đã lên được cuối nổ rồi. Thì là em cũng quay để cho các bác nào mà có ý định lên để tham khảo. Còn đối với con Marlin 5 màu xám này thì là cũng lên hình nhiều rồi đấy. Thì anh khách bên em có lên một bộ cuối nổ của cô dơ 450. Thì cái dòng 450 này đang là cái mẫu cô dơ mà tại vì là cái cá ở trong cái ngửa trong nó lại thành hai lớp hai cái răng cưa, đem ra cái tiếng kêu của nó lại to hơn cái đời cũ đó. Bây giờ thì em xin test thử cho bác nghe nhá. Đó, đó các bác nghe chưa, tiếng kêu của nó này. Đấy, nó sẽ kêu to hơn cái con 490 một chút. Và tất nhiên thì các bác, cái bộ hấp zin của con dòng check thì nó hơi kém, tại vì nó là dòng vẫn còn dùng côn, nó không phải dùng phun bậc đạn. Thì các bác có thể nâng cặp của hấp này lên. Thứ nhất là nó sẽ có một cái điểm nhấn gì đấy về cái bộ hấp mình màu cam chẳng hạn, xe đen dùng màu cam nó khá là nổi. Thứ hai nữa là nó trớn hơn rất là nhiều. Thứ ba nó sẽ là bền hơn để dùng bậc đạn. Thứ tư là nó sẽ có tiếng kêu khá là hay, để cho anh em mình nghe tiếng kêu của nó. Đó, thì là xin giới thiệu qua một chút với các bác này. Đây là con Marlin 5 nhá, Marlin 5 đời 2023-2022. Thì cấu hình con này hết sức cơ bản thôi, dùng phanh dầu của Shimano, tanh dầu của Techo này, tay bấm xả dòng của Shimano. Cấu hình con này là Antut, gồm 8 lít và 2 tầng đĩa. Đấy, cấu hình hết sức cơ bản. Đây, cho anh em nào mà không có nhu cầu gì nhiều đấy, chỉ cần chơi thì có thể lấy chiếc này. Đây, phuộc của nó đây này các bạn này. Phuộc này cũng là phuộc của Santur XCT nhá, 30. Đó, khóa mở phuộc ở trên đây. Đó, thì cái tổng thể chiếc xe này là anh ấy chỉ lên cái bộ hấp thôi. Đây, nhìn cái điểm nhấn của nó xem các bạn này. Điểm nhấn rất là hay. Khi mình đạp hoặc là mình quay bánh ấy, nhìn nó cũng có điểm nhấn, cái xe mình nó cũng hay hơn. Đó, trớn hơn nhiều so với hấp zin các bác nhá, trớn hơn rất nhiều luôn. Đó, các bác nhìn nhá, em chỉ hơi đẩy một vòng thôi nhá, các bác thấy độ quay của nó chưa, đấy, quay của nó rất là trớn, còn có cả tiếng kêu nữa, đấy, rất là khá là hay. Đấy, thì các bác nào có nhu cầu mà cần chế cháo độ chế thì có thể qua bên hẹn xe LB nhá. Thì em xin kết thúc video tại đây.